Theo thống kê của Bộ Y tế, nước ta hiện có khoảng 20 đến 30 triệu người bị gan nhiễm mỡ. Điều đáng lo ngại là bệnh không chỉ xảy ra ở người trưởng thành mà còn gặp ở thanh niên và trẻ em. Gan nhiễm mỡ là hiện tượng tích tụ quá nhiều mỡ thừa trong gan khiến chức năng gan suy giảm. Ở người bình thường, lượng mỡ trong gan chiếm khoảng từ 1 đến 4%. Khi tỷ lệ này chạm mức 5% thì được chẩn đoán là bệnh gan nhiễm mỡ độ 1, vượt quá 10% là độ 2 và trên 25% là gan nhiễm mỡ độ 3. Ở giai đoạn đầu, gan nhiễm mỡ được xem là bệnh lý lành tính. Tuy nhiên, nếu không được điều trị sớm và hiệu quả, gan nhiễm mỡ sẽ biến chứng thành xơ gan, thậm chí là ung thư gan, gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Trên thực tế, gan là cơ quan lớn thứ hai trong cơ thể, đảm nhiệm chuyển hóa chất dinh dưỡng từ thức ăn, đồ uống và đào thải chất độc hại ra khỏi máu. Khi gan chịu tổn thương sẽ ảnh hưởng đến các chức năng. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới gan nhiễm mỡ, trong đó có thể kể tới những lý do chính sau đây. Sử dụng quá nhiều rượu bia. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới gan nhiễm mỡ. Các đồ uống này làm hạn chế quá trình tổng hợp lipoprotein và ức chế thải mỡ ở gan, từ đó làm tích tụ các phân tử mỡ, gây nên tình trạng mỡ gan cao cấp tính hoặc mãn tính, thể trạng béo phì hoặc suy dinh dưỡng. Béo phì là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng gan nhiễm mỡ. Báo cáo từ Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia thuộc Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy có tới 30 đến 90% người béo phì bị gan nhiễm mỡ. Ngay cả khi cân nặng bình thường vẫn có nguy cơ mắc bệnh cao nếu vòng eo có quá nhiều mỡ thừa. Ngược lại, ở những người suy dinh dưỡng, ăn uống không khoa học, cơ thể không tổng hợp được các chất thiết yếu để thanh lọc mỡ thừa, dẫn đến tích tụ mỡ trong gan. Ngoài ra, lượng đường trong máu giảm, không đủ để tạo ra năng lượng. Cơ thể tự điều chỉnh tăng hấp thụ mỡ để phân giải năng lượng, các axit béo đi vào máu và lại vận chuyển đến gan, gây ra mỡ gan. Di truyền. Những người mà người thân trong gia đình có tiền sử bị gan nhiễm mỡ thì khả năng mắc bệnh sẽ cao hơn so với người bình thường. Tuổi tác. Tuổi càng cao, chức năng gan suy giảm, khả năng oxy hóa axit béo trong tế bào gan cũng giảm theo, từ đó không thải được các phân tử mỡ trong gan. Ngoài ra, khi cơ thể lão hóa, các tế bào gan bị tổn thương không tự phục hồi bằng cách sản sinh tế bào mới, dẫn đến sự hình thành của tổ chức xơ, lâu dần gây ra xơ gan. Người mắc các hội chứng chuyển hóa. Người mắc các hội chứng chuyển hóa như rối loạn lipid máu, mỡ máu cao lâu ngày, kháng insulin gây tiểu đường đều khiến lượng axit béo tự do tăng cao, gan không vận hóa hết và tích tụ gây ra gan nhiễm mỡ. Chế độ ăn uống sinh hoạt không hợp lý. Việc ăn quá nhiều chất béo, đồ ăn nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh, nội tạng động vật, đặc biệt là chất béo bão hòa, khiến các phân tử mỡ lắng đọng vào thành mạch, gan và các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể. Trải qua quá trình âm thầm tích lũy, lượng mỡ trong gan quá cao khiến gan nhiễm mỡ. Thêm vào đó, việc ít vận động, không tập luyện thể dục thể thao cũng khiến cho việc chuyển hóa mỡ trong cơ thể bị đình trệ và tích tụ lại tại các cơ quan nội tạng, trong đó có gan. Cũng giống như một số bệnh lý rối loạn chuyển hóa khác, gan nhiễm mỡ thường không có biểu hiện rõ ràng giúp người bệnh dễ nhận biết. Một số người chỉ cảm nhận được các cơn đau tức ở phía trên bên phải bụng, phải đến khi đi khám mới nhận thức được tình trạng bệnh của mình. Thông thường, các triệu chứng dễ thấy ở người gan nhiễm mỡ bao gồm mệt mỏi, chán ăn, gan sưng to. Khi tình trạng gan nhiễm mỡ đã chuyển sang xơ gan, người bệnh sẽ có những biểu hiện như bụng sưng to, các mạch máu dưới da nở rộng hơn, nam giới ngực to hơn bình thường, lòng bàn tay đỏ, vàng da, vàng mắt. Chính vì những biến chứng nguy hiểm mà gan nhiễm mỡ có thể gây ra, người dân nên thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, làm các xét nghiệm cần thiết để tầm soát bệnh, để làm giảm lượng mỡ trong gan về mức cho phép. Cần tìm hiểu chính xác nguyên nhân để có phác đồ điều trị cụ thể như điều chỉnh chế độ ăn uống hoặc chỉ định sử dụng thuốc. Bên cạnh đó, y học cổ truyền đã có rất nhiều loại thảo dược có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ gan hiệu quả như nhân trần, lá sen, giảo cổ lam, nha đam, cam thảo, nần vàng, trạch tà, atiso. Hiện nay, trên thị trường có các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã kết hợp thành phần thảo dược nói trên để hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ hiệu quả. Người bệnh có thể tìm hiểu và tham khảo. Theo thống kê tại Việt Nam, cứ 10 người trưởng thành thì có 3 người bị mỡ máu cao. Mỡ máu bám vào thành mạch, cản trở lưu thông máu dẫn tới hoa mắt, chóng mặt, tê bì chân tay. Nếu không có biện pháp hỗ trợ có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vỡ động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu tâm bình gồm 7 vị thảo dược kết hợp với nano curcumin và tinh chất bergamot. Mỡ máu tâm bình có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides, giảm nguy cơ xơ vỡ mạch máu, hỗ trợ giảm mỡ gan, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan. Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.